Chào mừng mọi người quay lại với kênh của Lâm Coffee. Thì cà phê mang đi hay còn gọi là cà phê take away. Thì như bây giờ mọi người đã biết á, là nhu cầu đời sống con người càng cao và cái nhu cầu uống cà phê pha máy cũng càng nhiều đúng không ạ? Vậy thì làm sao để chúng ta có thể pha cà phê mang đi hay còn gọi là cà phê take away nhanh, gọn mà để có được một ly cà phê ngon? Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách pha cà phê take away trên thao tác trên máy pha nha anh chị. Thì như mọi người đang thấy là hiện tại em đang đứng trước một cái dòng máy pha của Karimali một rúp. Thì dòng máy pha này á, được cho là một cái dòng máy pha cao cấp trong phân khúc một rúp nha anh chị. Thì khi mà chúng ta pha cà phê, chúng ta sẽ thực hiện khi mà có khách hàng đến mua đúng không ạ? Thì bây giờ em cũng sẽ thao tác y chang như vậy và em sẽ chỉ cho anh chị cái cách làm cà phê ngon và nhanh. Thì đầu tiên em cũng sẽ lấy một lượng cà phê pha để pha. Nếu như mà anh chị nào chưa biết cách pha cà phê máy ngon thì anh chị có thể comment bên dưới, em sẽ gửi cho anh chị những cái link để mà mình có thể thực hiện thao tác pha cà phê ngon hơn và những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến chất lượng cà phê pha máy nha anh chị. Thì đối với Lâm Coffee á, thì một ly cà phê đen sẽ tương đương với 60ml nước cốt cà phê nha anh chị, tính luôn cả lớp mọt Rema. Sau khi chúng ta đã có được 60ml nước cốt cà phê, sau khi chúng ta pha xong thì chúng ta sẽ cho đường nha anh chị. Thì đối với một ly cà phê đen của Lâm Coffee sẽ là 10ml nước đường. Công thức nước đường anh chị có thể comment bên dưới thì Liam sẽ gửi cho anh chị cái công thức làm nước đường ạ. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ làm nguội cà phê. Cái bước này rất là quan trọng nha anh chị. Tại vì nếu mà chúng ta không làm nguội cà phê á, thì khi mà anh chị cho đá vào cà phê rất là loãng ạ. Từ đó là khách hàng người ta uống thấy nhạt á, là sẽ mất khách và từ đó là doanh thu của chúng ta sẽ rất là giảm rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy một cái ly mang đi như thế này. Mình sẽ cho đầy ly đá luôn nha anh chị. Có rất là nhiều anh chị á, sợ bỏ nhiều đá, cà phê bị loãng, cho ít đá, xong rồi sau khi làm xong cái ly cà phê mình cứ chút xíu như nè, nhìn nó kỳ cục lắm. Mình cứ cho đầy đá lên cái ly. Mình sẽ cho cái cà phê mà được làm nguội vào, đặt lên ly như thế này. Mình để một góc xéo 45 độ như thế này nha anh chị. Và mình thực hiện lắc cà phê. Thì đây là em vừa làm vừa nói nên sẽ hơi lâu. Còn nếu như mà anh chị thực hiện giống như các bước của em vừa chỉ mà mình không nói thì rất là nhanh chóng để có được một ly cà phê mang đi ngon mà đảm bảo chất lượng nha anh chị. Đây, như thế này là chúng ta đã có được một cái ly cà phê take away. Rất là thơm và đậm vị nha anh chị. Thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho anh chị cách làm cà phê take away. Thì nếu như mà anh chị nào thắc mắc ở cái khâu nào hoặc là mình chưa có hiểu chỗ nào á, mình có thể comment bên dưới thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị rõ hơn. Vừa rồi là em đã hướng dẫn cho anh chị cách làm cà phê take away. Nếu mà chị thích video này thì hãy like và share giúp em ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ạ.